Ebro Contact lại cập bến thêm màu mới cho anh em đây. Phải công nhận một điều là anh em ưa chuộng cái dòng Ebro Contact này thật. Về hàng đợt nào là hết đợt đấy. Nhất là cái phiên bản đầu tiên ấy, về 50 đôi, hết 50 đôi, về 75 đôi, hết 75 đôi. Trên TikTok thì tổng lượt bán đã là 111 đôi rồi, chưa tính đơn ngoài. Đánh giá toàn 5 sao anh em. Phần đấm bóng của đôi này thì tương tự như phiên bản đầu tiên ấy, sử dụng đấm bóng một silicone nhưng mà nó không thiết kế quá nhiều nên nó sẽ không bị cứng nhiều như đôi đầu tiên. Ngoài ra cái phiên bản này cái khe tháo xương cũng được thiết kế chỉnh chu hơn rồi và là dòng xương 5 ngón có thể tháo rời linh hoạt anh em nhé. Thêm một sự lựa chọn cho anh em nào thích sử dụng xương cho ngón cái. Còn mình thì trước giờ vẫn không sử dụng xương. Thay vì tháo rời như hai phiên bản trước thì đai quấn cổ tay của bản này không thể tháo rời anh em nhé và làm bằng chất liệu thun co giãn. Đây chắc là điều làm anh em hài lòng nhất ở phiên bản này. Hầu như anh em đều feedback cho mình là đôi này độ bền rất là cao luôn. Mình cũng đã trải nghiệm một trận ở sân cỏ nhân tạo rồi. Phải công nhận là mặt bút contact của Ebro đỉnh thật, độ dính cao và độ bền rất là ổn luôn. Trong phân khúc tầm 800 đến 900 ấy thì bút contact luôn là sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho anh em chinh chiến ở sân cỏ nhân tạo nhé. Về form của đôi này thì nó giống y đúc form của phiên bản đầu tiên luôn. Rất là ôm tay nhưng nó lại không cho cảm giác cứng như đôi đầu tiên bởi vì phần backend nó đã cắt giảm bớt đi silicone rồi. Và là dòng form chuẩn size, sử dụng kiểu ngón negative. Anh em nào thích cái phiên bản đầu tiên mà hết hàng mua thì có thể tham khảo bản này. Sự lựa chọn cực kỳ ngon cho anh em chinh chiến ở sân cỏ nhân tạo đấy. Ok, anh em có nhu cầu thì có thể ghé vào đây để tham khảo nhé. Còn anh em nào dùng rồi, chia sẻ một ít feedback ở dưới comment đấy.